Anh chị thấy Trần Anh về về vùng mẫu Picanto này không ạ? Picanto 2007 nha, nói chung chủ nhà chùm mền từ đầu đến đuôi luôn, không chạy. Chạy mới có được 120 mấy ngàn à. Anh chị nước sơn, hầu như em là nước sơn rin phủ toàn bộ, cản trước có sơn rin, cản sau là dập nè. Nói chung sơn rin em này phải phủ lên tới 80 đến 90% lận anh em. Hàng hiếm cực kỳ. Đèn là nguyên bản của dòng Picanto nè. Nước sơn nè, toàn bộ là chất sơn rin hết toàn bộ nha. Đăng kiểm tháng 5 2025, 2007 vẫn đăng kiểm 1 năm. Động cơ dung tích 4 máy 1.1. Mẫu này anh em thực sự nào mà yêu cái đẹp thì anh em phải alo cho Trần Anh Ô Tô, được chưa? 61 Bình Dương 21242. Hồ sơ ký rút được. Đi đôi là hai cụm đèn của đời 2007 mới tinh luôn. 4 quả mâm, 4 quả giỏ mới nha anh em. Mẫu này anh em đi gia đình là về là tuyệt vời rồi. Vàng mâm là đã không? 4 quả giỏ nè, 80%. Nước sơn đẹp lắm, sơn rin phủ từ trong ra ngoài. Nè, cản sau có sơn dặm nhẹ thôi. Picanto bản LF, biểu tượng của Kia nè. Hàng là hàng nhập khẩu anh em nha, nhập khẩu nguyên con luôn. Màu đỏ tươi, hệ thống cảm biến gie phía sau chủ nhà cũng đã lên kết hợp. Đây chúng ta sẽ mở cốp cơ. Nè, cốp ở trong nè. Anh chị nhìn thử cái lót sàn của nó, bà con coi nhìn cái cốp đẹp nè anh chị nè. Đã không? Không một tí và làm bột mọt nha anh em. Chất xe là bao cọp, dàn chân là mới tinh luôn nè. Từ cái phần nỉ theo xe nó còn nguyên si, hệ thống keo chỉ ở trong là nguyên hết. Nói chung xe này không có điểm nào mà chê đâu. Chỉ xe này chỉ có bàn về giá thôi. Sơn rin hầu như phủ nguyên con nha, cho anh xin nhắc lại. Gầm bề đời 2007 mới tinh là không có một tí và làm bột mọt ở dưới phần gầm. Trang bị của em nó là toàn bộ là ghế nỉ. Đây là ghế băng, ghế ngồi phía sau hầu như không có người ngồi luôn. Chủ nhà chùm mền đã rất là lâu, cô chú anh chị nha. Dàn trần nè, dàn trần mới lắm. Em này là trước kính bấm, sau là quay tay, nguyên bản của dòng Picanto. Keo chỉ rin 100%. Máy móc số rin tuyệt vời. Chủ nhà cũng đã lên hệ thống gương chỉnh điện đầy đủ tính năng rồi. Keo chỉ nè. Anh chị coi mất phân chỉ nào không? Xe nói chung chủ nhà không chạy, người ta chùm mền nữa. Đến đời này bà con mua về cái vô lăng nó mới lắm nè. Nhìn cái vô lăng trang bị là túi khí luôn nè. Trang bị màn hình cam dê, số tự động. Em này hai cấp chế độ chạy 2L nè. Đó, dàn ghế nỉ cho bà con coi đã không? Sáng trưng luôn. Đồng hồ nè, đồng hồ đi chuẩn được 172.000 nha cô chú anh chị. Xin lỗi bà con, 172.000 chuẩn nha. Cục máy nó rin nguyên bản, máy nổ êm như xe đời mới. Đây là cục máy của em Picanto nè. Mặt nắp đầu ron kem cò chưa có dấu hiệu mở luôn. Đây anh chị nè, từ những con tán nè. Và phía dưới thì chúng ta có mặt nắp Philips cũng chưa mở nè. Nguyên si hết. Đi đôi là xài toàn bộ hệ thống cam ngoài, hệ thống cam ngoài nha. Bên đây chúng ta sẽ có dầu trợ lực nè, nước giải nhiệt, nước xịt kiến nè, xương đầu đẹp nè, không có đâm ve. Và hệ thống bô chống nóng của em nó là mới tinh. Riêng dòng gear là kết nước đắp nước rời hết toàn bộ. Nhớ có hộp số. Xe người ta ít đi nhưng mà người ta đi bảo dưỡng kỹ xe này. Từ cái phần ổ ga của em nó là chưa có dấu hiệu là mở nè anh chị nè. Ron nguyên bản của mặt ổ ga nè, mới chưa anh em. Xe không có một tí độ hơi luôn nha anh em. Anh em nào bữa nào muốn test xe này không? Trần Anh nói máy rin số rin chưa làm, anh chị có tin không? Máy số rin 100% nha, chưa làm nha. Cam kết và khẳng định với cô chú anh chị điều đó luôn. Từ cái hệ thống bơm nè, bơm trợ lực của em nó là còn rin như thế này nè, ốc tán là mới tinh luôn. Lâu lâu mới mua được cái mẫu xe đẹp thôi. Chứ bây giờ đời này em thiệt với bà con, người ta chạy nhiều, máy móc nó xuống, máy người ta làm hết rồi. Nhưng mà lâu lâu mới bắt gặp được mẫu xe rin. Còn cái cạc te phía dưới là chạy thời gian người ta bắt buộc người ta phải vệ sinh cạc te. Cạc te vệ sinh ở dưới cạc te nó còn một cái bơm nhớt phụ nữa. Chạy cho nên thời gian là phải tháo cạc te ra, nó nằm ở dưới cái đáy gầm. Đó là bình thường nha cô chú anh chị. Còn cam kết với cô chú anh chị máy số em này chưa chạy. Khẳng định điều đó luôn, sơn rin đâu đó phủ gần hết nguyên con. Được chưa? Giá thành thì chắc tới rồi. Anh em nào mà yêu thực sự yêu cái đẹp mới lấy được mẫu này. 2207 nha cô chú anh chị. Đóng lại cái nắp capo á. Hàng cọp lắm. Mới tinh luôn anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm của em Kia Morning nè. Gầm bao đẹp luôn. Mẫu này đi tiết kiệm nhiên liệu. Đi đâu đó lanh quanh rơi cho anh em nằm tầm cỡ 5-6 lít quay đầu. Anh em coi gầm 207 đẹp không? 155 triệu. Mẫu này anh em mua cho anh sẽ bớt 10. 145. Được chưa anh em? Đó, tiền nào thì của đó thôi. Người ta đi người ta bảo dưỡng mới như thế này, đến lúc bà con về bà con có bảo dưỡng được như người ta không? Bảo dưỡng mới như người ta đi, bà con đi có 5-7 năm cũng không hư.
Và cái thứ hai là đồ đạc của em này là thay thế cực kỳ dễ thay dễ sửa. Vì sao? Em nói là dòng Kia Morning thương hiệu đến từ nhập khẩu từ Hàn. Dòng này là dòng xe nhập nguyên chiếc cô chú anh chị nha. Đăng kiểm mới, bốn vỏ mới, đẹp rồi. Cam cặp lề là full hết toàn bộ rồi. Anh em lấy về anh em chỉ việc chạy. Hệ thống kính và hệ thống gioăng của em nó nè, kính nguyên bản nè. Anh chị thấy đẹp không bà con? Rồi anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto, 155 triệu. Anh em mua bớt 10, 145. Trần Anh khép lại channel tại đây này nha. Những cô chú anh chị nào thích góp thì alo trực tiếp ngay cho Trần Anh và luôn. Ngay và luôn nha bà con nha. Để nhận được nhiều xe hot nhất bên Trần Anh Auto nè.